Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, tháng 11 năm 2023. Bảng A. Qatar gặp Afghanistan, 23:45 ngày 16 tháng 11. Sân vận động quốc tế Khalifa, thành phố Al Rayyan, Qatar. Kuwait gặp Ấn Độ, 23:30 ngày 16 tháng 11. Sân vận động quốc tế Jaber Al Ahmad, Kuwait City. Ấn Độ gặp Qatar, 20:30 ngày 21 tháng 11. Sân vận động Kalinga, thành phố Bhubaneswar, Ấn Độ. Afghanistan gặp Kuwait, 0:00 ngày 22 tháng 11. Sân vận động Al Ittihad Club, thành phố Dammam, Saudi Arabia. Bảng B. Nhật Bản gặp Myanmar, 17:02 ngày 16 tháng 11. Sân vận động Panasonic Suita, thành phố Osaka. Syria gặp Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, 0:00 ngày 17 tháng 11. Sân vận động Prince Abdullah Al Faisal, thành phố Jeddah, Saudi Arabia. Myanmar gặp Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, 16:30 ngày 21 tháng 11. Sân vận động Thu Unna, thành phố Yangon, Myanmar. Syria gặp Nhật Bản, 0:00 ngày 22 tháng 11. Sân vận động Prince Abdullah Al Faisal, thành phố Jeddah, Saudi Arabia. Bảng C. Hàn Quốc gặp Singapore, 18:00 ngày 16 tháng 11. Sân vận động Seoul World Cup, thành phố Seoul. Thái Lan gặp Trung Quốc, 19:30 ngày 16 tháng 11. Sân vận động quốc gia Rajamangala, Bangkok, Thái Lan. Trung Quốc gặp Hàn Quốc, 19:00 ngày 21 tháng 11. Sân vận động Trung tâm Thể thao Universiade Thâm Quyến, Quảng Đông. Singapore gặp Thái Lan, 19:00 ngày 21 tháng 11. Sân vận động quốc gia Singapore. Bảng D. Malaysia gặp Kyrgyzstan, 20:00 ngày 16 tháng 11. Sân vận động quốc gia Bukit Jalil, thành phố Kuala Lumpur, Malaysia. Oman gặp Đài Loan, 22:00 ngày 16 tháng 11. Sân vận động Sultan Kabu, thành phố Muscat, Oman. Đài Loan gặp Malaysia, 18:00 ngày 21 tháng 11. Sân vận động thành phố Đài Bắc, Đài Loan. Kyrgyzstan gặp Oman, 21:00 ngày 21 tháng 11. Sân vận động Dolen Omusakov, thành phố Bishkek, Kyrgyzstan. Bảng E. Turkmenistan gặp Uzbekistan, 21:00 ngày 16 tháng 11. Sân vận động Ashgabat, thành phố Ashgabat, Turkmenistan. Iran gặp Hồng Kông, Trung Quốc, 21:30 ngày 16 tháng 11. Sân vận động Azadi, thành phố Tehran, Cộng hòa Hồi giáo Iran. Hồng Kông, Trung Quốc gặp Turkmenistan, 19:00 ngày 21 tháng 11. Sân vận động Hồng Kông, đặc khu hành chính Hồng Kông. Uzbekistan gặp Iran, 20:00 ngày 21 tháng 11. Sân vận động Banyutkor, thành phố Tashkent, Uzbekistan. Bảng F. Philippines gặp Việt Nam, 18:00 ngày 16 tháng 11. Sân vận động Rizal Memorial, thành phố Manila. Iraq gặp Indonesia, 21:45 ngày 16 tháng 11. Sân vận động quốc tế Basra, thành phố Basra, Iraq. Philippines gặp Indonesia, 18:00 ngày 21 tháng 11. Sân vận động Rizal Memorial, thành phố Manila. Việt Nam gặp Iraq, 19:00 ngày 21 tháng 11. Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, thành phố Hà Nội. Bảng G. Tajikistan gặp Jordan, 20:00 ngày 16 tháng 11. Sân vận động trung tâm Tajikistan, thành phố Dushanbe, Tajikistan. Saudi Arabia gặp Pakistan,
23 giờ 30 ngày 16 tháng 11. Sân vận động Al Ittihad Club, thành phố Dammam, Saudi Arabia. Pakistan gặp Tajikistan, 16 giờ ngày 21 tháng 11. Sân vận động China Sport, thành phố Islamabad, Pakistan. Jordan gặp Saudi Arabia, 0 giờ ngày 22 tháng 11. Sân vận động quốc tế Amman, thành phố Amman, Jordan. Bảng H. UAE gặp Nepal, 22 giờ 45 ngày 16 tháng 11. Sân vận động Al Maktoum, Dubai, UAE. Yemen gặp Bahrain, 1 giờ ngày 17 tháng 11. Sân vận động Prince Sultan bin Abdul Aziz, thành phố Abha, Saudi Arabia. Nepal gặp Yemen, 20 giờ 15 ngày 21 tháng 11. Sân vận động Dasarath Rangasala, thành phố Kathmandu, Nepal. Bahrain gặp UAE, 22 giờ 45 ngày 21 tháng 11. Sân vận động quốc gia Bahrain, thành phố Rifah. Bảng Australia gặp Bangladesh, 16 giờ ngày 16 tháng 11. Sân vận động Melbourne Rectangular, thành phố Melbourne, Úc. Liban gặp Palestine, 21 giờ ngày 16 tháng 11. Sân vận động Khalid bin Mohammed, thành phố Sharjah, UAE. Palestine gặp Australia, ngày 21 tháng 11. Sân vận động quốc tế Jaber Al Ahmad, Kuwait City. Bangladesh gặp Liban, 18 giờ 45 ngày 21 tháng 11. Sân vận động Basadara King Arena, thành phố Dhaka, Bangladesh.